Con này thì mình gặp cái kiểu như này. Mình gặp này thì mình sẽ cái cách xử lý của mình là đưa F7 F về một vé như vậy. Là mình chia qua. Đó. Hai ít. Sau đó mình sẽ lấy ngân hàng hai vé. Đưa mình lấy ngân hàng hai vé. Chia qua nó về một vé. Thì ngân hàng của này thì mọi người có thể tính nhanh nha. Cái F7 này chính là D của F. Dùng cái này thì nó nhanh hơn. Cái này nguyên hàm này là F bình. Xem. Đây mọi người có công thức là D của F là bằng F về F đến. Đó. Vậy thì cái công thức này nó giống với công thức là nguyên hàm của một phần F bình bằng trừ một phần F. Thì cái này sẽ ra là trừ một phần F. Mình cộng C một vé được rồi nha. Còn ai mà chỗ này mà đến đây mà không ấy thì mọi người sẽ là đặt T. Để đặt T là bằng FX. Đó thì DT là bằng FX. Đó. Mình ráp vô. Nó có ra cái này ha. Cuối cùng ra được cái này thôi. Mình dùng được D thì nhanh thôi. Thì cái này mình sẽ rút ra. Rút ra FX sẽ là trừ 1 phần F bình cộng C. Để cho F2 trừ 2/9 lấy phần 2 vô đây, trừ 2/9 bằng 2/4 để xem C này sẽ bằng F1 rồi thế đây rồi F1 bình 1 C 1 2 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